Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tuyển đại lý, cộng tác viên bán web trên toàn quốc. Hotline 18006223 hoặc 0925099999, website duyanhweb.com.vn. Khái niệm nguyên quán là gì? Nguyên quán thường được hiểu là nơi mà một người có nguồn gốc xuất xứ hay còn gọi là quê gốc, trừ những trường hợp không biết rõ thì có thể lấy theo quê quán của ông, bà ngoại. Còn thông thường là nguyên quán được lấy theo quê quán của ông, bà nội. Có cách hiểu sâu hơn, ta có thể hiểu nguyên quán là nơi sinh của cha hoặc của mẹ, nó được ghi trong giấy chứng minh nhân dân, hay cũng chính là thẻ căn cước lấy theo nguyên quán của cha, không phải theo quê quán. Nguyên quán của người cha được ghi theo nguyên quán của ông nội, và trải qua nhiều đời thì vẫn vậy. Giấy tờ của Bộ Công an Việt Nam đều ghi nguyên quán của con cháu chắt. Cách xác định nguyên quán của một cá nhân, những quy luật quy định về quê quán, nguyên quán của mỗi một cá nhân theo quy định pháp luật hiện hành. 1. Cơ sở pháp lý để xác định nguyên quán, Nghị định số 123/2015/NDCP, Luật Hộ tịch 2014. 2. Một trong những cách xác định cơ bản, hiện nay nguyên quán được pháp luật thay đổi thành quê quán trên chứng minh nhân dân hay thẻ căn cước và sổ hộ khẩu. Tuy nhiên, công dân vẫn được sử dụng bình thường trong các giao dịch dân sự, kinh tế. Trong tất cả những giấy tờ theo mẫu cũ có ghi nguyên quán vẫn có giá trị pháp lý, trừ trường hợp chứng minh nhân dân hết hạn sử dụng. Nguyên quán và quê quán chưa được định nghĩa chính thức trong bất kỳ văn bản pháp luật nào, thường dựa vào cách ghi chép mà mỗi người có một cách hiểu khác nhau, từ đó dẫn đến việc áp dụng chưa thống nhất trong một số trường hợp. Theo khoản 8 điều 4 Luật Hộ tịch 2014 thì quê quán của cá nhân được xác định theo quê quán của cha hoặc mẹ theo thỏa thuận của cha, mẹ hoặc theo tập. Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tuyển đại lý, cộng tác viên bán web trên toàn quốc. Hotline 18006223 hoặc 0925099999, website duyanhweb.com.vn. Quán được ghi trong tờ khai khi đăng ký khai sinh. Trên thực tiễn thì nguyên quán của một người là nơi sinh của cha người đó, và không phụ thuộc người cha có lớn lên ở đó hay không, nó được áp dụng mang tính phổ biến như vậy. Đối với trường hợp một người không xác định được cha thì nguyên quán, quê quán được xác định theo mẹ. Nghe có vẻ hơi rắc rối, để có thể hiểu rõ hơn, chúng ta có thể đi đến một tình huống cụ thể sau đây. Trong giấy khai sinh T thì là Hà Nội nhưng chứng minh thư và hộ khẩu là Hà Nam. Trong khi ông nội T sinh ra ở Hà Nam, Nam Định, nhưng lại lớn lên và sinh sống tại Hà Nội. Bố T thì sinh ra và lớn lên ở Hà Nội thì quê quán hay nguyên quán của T là Nam Định hay Hà Nội? Với áp dụng và cách hiểu như chúng ta đã nói trên, trong trường hợp của T, do ông nội của T sinh ra và lớn lên ở Hà Nam, Nam Định nhưng lại lớn lên ở Hà Nội nên nguyên quán của bố T là Nam Định, đồng thời bố T có quê quán là Hà Nội. Bố T sinh ra và lớn lên tại Hà Nội thì quê quán và nguyên quán của T đều ở Hà Nội. Pháp luật quy định như sau đối với những trường hợp có sự khác biệt giữa sổ hộ khẩu, giấy khai sinh, chứng minh nhân dân của một cá nhân về một thông tin nào đó như dân tộc, quốc tịch, họ tên, quê quán, thì chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật hộ tịch theo quy định tại khoản 2 điều 6 nghị định số 123/2015/NDCP ngày 15 tháng 11 năm 2015 như sau. Mọi hồ sơ, giấy tờ của cá nhân có nội dung về họ, chữ đệm, tên, ngày, tháng, năm sinh, giới tính, dân tộc, quốc tịch, quê quán, quan hệ cha, mẹ, con phải phù hợp với giấy khai sinh của người đó. Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tuyển đại lý, cộng tác viên bán web trên toàn quốc. Hotline 18006223 hoặc 0925099999, website duyanhweb.com.vn.